Vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay cửa hàng em về được hơn 40 đôi các bác nhé, hơn 40 đôi loa Vatasa full 30 các bác nhé, hơn full 30. Thì do cái sân này nó không có nơi nó chứa thì đây, thợ bên em đang đang bóc ở kia. Đấy, thợ đang bóc vào trong kho này nữa. Đấy, thì không đây. Bên em đang để trong kho này nữa. Đấy. Đấy. Thì trước khi đi giới thiệu chi tiết về dòng loa này thì nói luôn cái giá bán của nó cho các bác nào quan tâm nhé. Giá bán của nó thì loa này loa bát 30 thì giá bán là 8.500.000 đồng, giá tại cửa hàng bên em có nhé. Và cái loa bát 25 này thì có một ít thôi, bên em bán giá là 5 triệu một đôi các bác nhé, giá tại cửa hàng. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết hơn về cái thương hiệu Vatasa. Cái Vatasa này thì thực sự là các bác có thể lên mạng tìm hiểu là cái thương hiệu của nước nào thì em cũng chưa dành, tại vì là tìm cũng chưa thấy được cái thông tin gì về cái hãng loa này cả. Bán mặc dù là rất nhiều, tuy nhiên là về cái thương hiệu của nước nào thì chưa thấy một cái trang web nào họ nói cả. Bác nào cao thủ hơn em này, các bác có thể là tìm hiểu qua giúp em tra xem nó là của nước nào và báo giùm em với. Tại vì là cái Vatasa này là bên em bán rất là nhiều, cũng rất nhiều anh em bán, đợt đấy là đợt thứ tư thứ năm rồi, nhưng mà thường thường là các bác mua hàng cứ bảo loa này của nước nào, cho nên mình cũng cứ phải đi tìm hiểu xem là cái thương hiệu của nước nào để mà giới thiệu. Về Vatasa thì cái dòng loa thương hiệu của hãng này, thì nó thiết kế về thùng vách rồi nội thất phân tần rồi tất cả mọi thứ nó làm rất là khủng. Đấy. Các bác nào để ý thì trước đây trước Tết bên em đã bán một cái lô loa của hãng này, mặc dù bát 25 nhưng mà lại côn 76 từ 19, kinh khủng luôn. Nói chung là Vatasa thì nó thiết kế mọi thứ nó đều rất chi là khủng và nhìn rất chi là đã khủng, phải nói là khủng. Nếu các bác mà thích mà loa mà gọi là nhìn nó sướng mắt đẹp và thiết kế khủng mà tiếng hay thì các bác nên tìm những cái dòng loa như HZ và Vatasa, tại vì là đó là những hai cái hãng mà em thấy là họ làm mọi thứ nó đều rất chi là bài bản, từ cái tem nhãn và mọi cái thông số của nó ấy, là rất chi là kỳ công và rất chi là kỹ. Và từ loa, cái bát loa, cái xương loa, cái thùng loa, từ cái ê căng họ làm rất chi là trau chuốt về kỹ thuật của nó, rất chi là đẹp, nói là thẳng là thế. Cho nên mà đây là hai cái hãng mà Nam Tép để ý là rất chi là đấy. Còn là những cái hãng khác thì họ nhìn thì nó không được trau chuốt như thế này, tức là về nội thất, về các thứ thì họ có thể là nhìn xấu hơn. Em chưa nói về chất âm, em đang nói về cái mặt là gọi là thẩm mỹ, cái cảm giác trực quan khi mà chúng ta tháo cái nội loa ra. Cho nên thực sự là cái Vatasa này em để ý rằng là tất cả từ cái loa nằm của họ, cái loa nằm hoa giá tiền của họ, họ thiết kế khá là nhiều tép, nam chân rất là to, thùng loa đẹp, thậm chí là cái full 25 của thế thôi họ làm rất chi là cầu kỳ. Đấy, coi nhá. Thì cái loa này thì kiểu dáng của nó là khá là thùng cân coi nhá, thùng cân hai bên. Đấy, chúng ta thấy là hai bên là đều là cân hết. Đấy, thùng cân hai bên các bạn. Đây, phía trước phía sau. Đấy. Nó bố trí là cái lỗ bắt có lỗ chiêu loa thì ở bên cạnh bên này. Đây. Cạnh bên này là sẽ có bố trí lỗ chiêu loa đây. Đấy, chúng ta thấy hai cái lỗ bên dưới. Đây này. Đây chỗ tay em này. Đấy là hai cái để chúng ta bắt, chúng ta chiêu ngang. Thì nó chỉ bố trí có một bên thôi, nó khác với các hãng khác là nó bố trí cả hai bên. Con này thì nó chỉ bố trí lỗ chiêu loa có một bên. Thùng này sâu nó tỏ khoảng 50 phân, bề ngang nó khoảng 40 phân. Ngang 40 phân đấy. Sâu là khoảng 50. Sâu khoảng hơn 40 thôi ạ. Hơn 40. Ngang 40, sâu khoảng 40. Đấy. Cao nó tầm khoảng 60 phân các bạn. Thùng này nặng nó giờ tầm 23 kg một thùng. Đấy, 23 cân. Lành nghề quảng cáo. Cái này thì nó là được thiết kế là bằng thùng gỗ các bác nhá. Kèm theo cái lô hàng này thì nó có một lô thùng giấy. Thùng giấy thì giá nó rẻ hơn rất nhiều, tuy nhiên là em không làm thùng giấy, tại vì là nó đơn giản là thùng giấy nó về mà nó xuất vỏ đây là tốt, nó rất chỉ là vất, sợ là đi đường nó có va đập nó ấy là rất chỉ là vất vả về cái thùng giấy, cho nên vậy em không làm thùng giấy. Thùng gỗ thì nó tức là nó gọi là nó chay hơn, nó chai hơn, là vận chuyển nó có vã rơi vỡ thì nó không có bị vỡ giống như cái thùng giấy, nó chắc ăn hơn. Đấy. Thế nên là thùng gỗ được sơn bằng sơn sần có nhá, ê căng là bằng sắt nằm ngay phía dưới, tiêm Vatasa là bằng nhôm khay cắt CNC nằm góc phía dưới. Ê căng này đó có một cái lớp lưới chống bụi nằm bên trong, dập lỗ vuông, lỗ này là lỗ hình lục giác. Đấy. Khá là đẹp.
Bây giờ sẽ quay về phía sau rồi bác về thông số của nó. Để em xoay cái loa lại cái này nhá. Đây, hai bên hông thì nó được thiết kế những cái tay cầm. Cái lô này nó bị thiếu cái ốc bên hông này nè, tất cả những cái loa đều bị thiếu. Thiếu đây này. Đây họ chỉ bắt một hai con này. Cái lý do rất là đơn giản là tại vì là lấy cái lô hàng này em yêu cầu là cái đối tác bên kia là họ phải tháo hết cái căng. Và tháo hết cái căng là họ phải kiểm tra từng cái một cho bên em, cho nên mà khi họ bắt vào họ không bắt đủ cho mình đâu, vì là nó là tất cả 1 2 3 4 5 6 7 con ốc, họ chỉ bắt một bên có hai con. Thì là mất 5 con họ không có, là phải mua ốc khác để bắt vào. Tuy nhiên như thế là nói với chắc ăn. Chứ bây giờ nó có cái căng thế này mà bây giờ họ không tháo ra thì làm sao biết đằng trong này là bắt lại không, làm lại không. Hầu như không thấy gì cả, phải tháo hết. Hơn 100 con loa, cả bắt hay làm là bọn em phải bắt tháo ra từng cái một để kiểm tra cho bên em. Đấy. Cho nên mà khi mà họ tháo thì họ tháo được, nhưng mà khi mà bắt vào thì họ không bao giờ bắt đủ cho mình đâu. Vì họ làm còn nhiều việc khác lắm. Họ kệ thế, về em về ký mẫu khác em bắt vào không vấn đề gì. À, về chạm loa phía sau. Chạm loa phía sau nó là VH12. Đấy. VH12. Số seri của loa Vatasa VH12 số seri đây. Đấy. Công suất của nó, công suất làm việc là 350W. Khá là lớn. Công suất tiêu chuẩn của bát 30 đó là 300W, con này là 350W. Nó công suất khá là lớn trong phân khúc lớn của dòng loa 25. Tuy nhiên là dòng loa bát dòng loa 30. Tuy nhiên là có những cái loa bát 30 nó có công suất lên tầm 400W thì các bác ạ. Đó là những cái dòng loa bát neo. Còn đối với những cái dòng loa bát thường thì nó tầm 300W là lớn rồi. 350W chứ nhầm. Kháng trợ 8 ohm, độ nhạy là 97 dB. Tần số của nó hoạt động là từ 50Hz đến 19K. Tức là cái tần số này thì nó là mức gọi là tiêu chuẩn, không cao cũng không thấp, 50Hz là ok. 50Hz là được. Loa full nó chỉ tầm được 50Hz thôi, 50Hz. 57Hz trở lên. 57, tuy nhiên con này 50Hz là khá ok. Nói chung là không cao không thấp là mức tiêu chuẩn của nó. Mấy cái này thì thông số bình thường. Hai cái chạm loa phía trên. Trang web của hãng là Vatasa. Thưa các bác, đây là cái nội thất của nó mà bên em tháo ra nhá. Thứ nhất là khi mà chúng ta nhìn vào cái bật cái căng ra, chúng ta nhìn vào cái bát thì cái màng loa của dòng này khá là xịn cao cấp, màng này là màng chống nước các bác nhá. Màng chống nước, màng đây là được phủ một lớp nhựa chống nước ở bên này. Mặc dù là màng giấy nhưng mà cái màng này thì nó đã xử lý để có thể là chống được nước. Các bác có thể là đổ nước vào đây thoải mái, nó không giống như những cái màng mà không chống nước kia thì đổ vào thì là nó bị ngấm vào trong màng loa và nó bị nhũn, nhưng mà dòng này thì ok, các bác đổ thoải mái nhé. Đấy, gân loa đang còn rất là tốt các bác nhé, gân hai sóng. Đấy, gân hai sóng mà gân rất tốt. Đấy, đấy. Có đấy, gân đang còn đẹp. Cái gân đẹp này thì nó được chủ yếu là do cái lớp cái càng nó có cái lớp chống bụi, nó không bị bụi bám vào đây, cho nên mà nó đang còn rất chi là mới. Đấy, nó còn rất chi là dính, chúng ta sờ tay vào là ngoài cái độ dính. Đấy, độ dầu gần này thì các bác đang còn ok, các bác không cần phải dưỡng lại gần gì hết, cứ để thế này mà dùng các bác nhá. Gần này cái lòng cực kỳ là tốt luôn. Đây, để em lật cái bát này cho các bác xem. Cái bát này thì phải nói rằng là ôi trời, đây một tay của em gọi là chật vật các bác nhá. Đây, khi mà lật cái bát lên là chúng ta nhìn vào cái loa thì phải nói rằng là cái bát quá đẹp, thiết kế gấu cực kỳ luôn. Đặc trưng của Vatasa, phải nói là cái thiết kế nó cực kỳ là gấu. Từ cái chạm loa này, cái chạm loa, cái miếng này là cũng bằng đúc luôn nhá, bằng sắt đúc, là bằng nhôm đúc luôn chứ không phải bằng nhựa các anh. Đấy, nó đúc nguyên một miếng như thế này để làm cái chạm loa. Cái 500, từ này là từ 20 các bác nhá, từ 20. Đấy, từ 20, đúng ra em 20 phần luôn, không dư một tí nào. Đấy, chúng ta từ 20. Từ 20. Tem của Vatasa đây. Vatasa. Số seri, đây số seri này. Model là Vatasa VH12 luôn. Đấy. Tức là trên cái bát loa này nó đã in hẳn cái tên model của cái loa này luôn, là VH12 luôn. Dòng Vatasa thì nó làm là khá gọi là về bát loa phân tần họ làm rất chi là kỹ. Thậm chí là những cái dòng loa rẻ tiền như loa nằm là trong các cái test loa bán loa nó đều đầy đủ những cái thông tin của nhà sản xuất, từ số seri đến tem nhãn của hãng. Đấy, thì cái dòng loa full này hoặc xịn của nó thì nó rất chỉ là đầy đủ các bác nhé. Đấy, và cái
Cái mã vạch này thì nó là của cái hãng sản xuất ra cái từ này chứ không phải là của hãng Vatasa. Vatasa là còn có cái tem này, khu này. Đấy, các bác nhá. Đấy. Đây. Cái model của cái bát này. À đây, em đang bật LED nó hơi đấy. LF1275SEC82. Các bác có thể là gõ cái chữ này lên để các bác tra được cái bát loa này của hãng nào. Đấy. Các bác nhá. Còn ngoài ra ở trên loa thì nó có rất nhiều những cái tem phụ. Tem gì đây em? Còn từ thị trường Trung Quốc à. Đây các bạn. Đấy. Cực kỳ là gấu. Đây, về nhện loa. Đây để em quay. Đây chúng ta thấy là cái nhện loa, cổ loa, hàng zin của nó xịn. Đấy. Loa nào còn rất là đẹp, các bác thấy để ý là cái nhện loa nó nằm nguyên trên một cái mặt phẳng, không hề bị lồi hay bị lõm gì. Đấy. Và bên em là luôn luôn là hướng dẫn các bác khi mua hàng là chọn đúng cái hàng xịn của nó. Hàng đang còn tốt thì là đảm bảo rằng là chúng ta về chúng ta dùng rất là ok. Cái nhện loa và cái gân loa nó phải nằm trên một cái mặt phẳng. Nếu mà chúng ta mà đánh hàng mà đã dùng nhiều á thì nó bị nhũn, thì nó sẽ không bao giờ nó nằm trên cái mặt phẳng này. Một là nó lồi ra, hai là nó lõm vào, nó không bao giờ nó nằm trên mặt phẳng như chúng ta thấy. Và một cái đặc điểm nữa đối với dòng loa full 30, cái màng loa xịn của nó luôn luôn là có cái số seri ở trên màng. Các bác cứ để ý kỹ một những cái clip mà bên em làm, luôn luôn là những cái dòng loa nó có cái số seri ở trên cái màng loa này. Màng xịn nó dày. Đấy các bác nhá, hàng nó dày mà màng nó rất chi là bền. Chứ còn nếu như màng đẻo nó mỏng, đánh thì rất chi là dễ bị dập, bị gãy màng. Màng xịn thì không bao giờ lo cái chuyện đó. Đấy. Gần xương loa. Ở đây là một cái lớp lớp keo. Lớp keo để nó gắn vào cái thùng này để cho nó đảm bảo kín, nó không bị xì hơi ra các bác nhá, xì hơi ra đây đấy, lớp keo. Xương của nó cực kỳ là đẹp luôn. Thùng nói chung là cái bát loa nhìn rất chi là mê, không thể chê vào đây rồi. Tiếp theo là cái tép loa. Này, tép loa, phễu loa thì là bằng nhựa có gia cố bằng sợi composite này. Đây, gia cố sợi composite ở đoạn cổ loa để cho cái tép này nó không bị gãy. Đấy, nó không bị gãy chỗ này. Cái điểm này là cái điểm yếu nhất là cái tép. Đấy, là cái cổ này. Cho nên mà nó đã được gia cố bằng composite thì cái cổ tép này nó rất chi là bền. Nó không có lo vận chuyển nó bị gãy. Và tép loa. Đây. Chúng ta thấy là tép là dùng là tép của BNC Italia luôn, hàng sản xuất tại Italia các bác nhá. BNC. Model của tép là DM168 160 160-8. Đấy. Các bác có thể lên mạng các bác tra cái thông tin của cái tép này. Gõ chữ là BNC DM1 đấy, như cái này nó sẽ ra vào đúng cái trang web của hãng, người ta kiểm tra cái tép này phải hàng xịn hay không. Và cái dòng tép này nó không sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá, sản xuất tại Italia luôn. Tép của BNC thì tất cả đều sản xuất tại Italia. Đấy. Và thậm chí là cả bát là bát của BNC cũng sản xuất tại Ý. Nó không có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Hàng của BNC là sản xuất tại. Cho nên mà chúng ta để ý là cái hàng xịn của nó này, từ những cái con ốc của nó nó còn rất chi là mới. Đấy. Mới hành không có hề bị dị xét gì cả. Đấy. Phễu loa. Đấy. Tiếp theo là bây giờ tháo cho các bác xem cái phần tần nó. Nặng lắm. Đây. Thùng loa. Cái bông tiêu âm của nó thì đây. Nói chung là bông này thì đã ngã mau thời gian rồi. Đấy. Bông đây. Phần tần. Phần tần của nó đây. Cái phần tần của dòng loa này thì khá là to. Cái dây điện các bác thấy là cực kỳ là to luôn. Dây bự này. Dây này là phải dây 4 ly ấy. To vãi luôn. Đấy, dây cực kỳ là lớn luôn nhé. Phần tần. Nào chúng ta thấy phần tần của dòng này. Đấy, phần tần khá là khủng hiện nay. Đấy các bác nhé. Vừa rồi là tất cả mọi thứ liên quan về cái lô loa này thì bên em đã vừa quay nói rất kỹ cho các bác. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em nhé. Nhắc lại cái giá bán của cái lô này, trước khi kết thúc video thì nói lại là giá bán là 8.500.000 đồng một đôi các bác nhé. Giá tại cửa hàng bên em. Các bác ở xa thì mua hàng thì vui lòng đặt cọc cho bên em một ít tiền vận chuyển để bên em phải gửi hàng. Còn nếu các bác ở gần trong khu vực phía Bắc thì không cần cọc khi mà nhận xe. Tuy nhiên là các bác nhận bằng đường bưu điện thì bắt buộc phải cọc, còn nếu như các bác nhận xe khu vực phía Bắc không cần cọc. Đó là cái chính sách bán hàng của em. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.